Mày đi vô căn nhà đó với một đứa con gái, mày có còn gì để chối cãi nữa không hả Thanh? Trời ơi! Như Vân, Vân, em đã nghe tất cả, giờ nghe rất rõ. Nhưng em không tin như vậy, em không tin rằng chồng em đã đem lòng sang vui. Hãy nói đi anh, nói là anh vẫn yêu em như buổi ban đầu. Chỉ cần lời nói của anh tôi là em thật sự tin rồi. Tại sao anh cúi đầu phục mặt, mắt nhuộm buồn như thu nhận tôi tình kia. Trời ơi, trong mắt của em mỗi ngày như chỉ xoay, chỉ thành nơi nếu mong anh làm sao em sống nổi. Anh đã chán em sau mười mấy năm chung chăn vui ngọn, sự thật bất ngờ làm tim em đau nhớ. Với con, anh hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Má cũng giái trời được như vậy á. Con mời má ngồi, em ngồi kế con đây nè. Dạ. Được ăn nhà hàng, nồi xếp không nội. Hết con hả? Thì ước gì sáng nào cũng được ba dẫn đi vậy nè. Không có cái chuyện đó đâu công chúa à. Ngày nào cũng ăn nhà hàng chắc phải bán nhà ra chợ ở quá. Má,
Má dùng món gì để con kêu? Muốn kêu gì á thì kêu mà. Má, con muốn má ăn gì để con kêu cho dễ ý của má. Mày làm như tao khó khăn lắm không bằng vậy đó. Còn em? Anh thích món gì á thì em cũng vậy. Con với chị Ngân ăn cũng giống như ba má luôn. Anh kêu mì xào Thượng Hải chắc là má chịu lắm đó. Anh ơi, anh cho 5 dĩa mì xào Thượng Hải nha. Ba biết ý của nội hết trơn à. Nội thích ăn mì xào Thượng Hải lắm phải không nội? Ừ, món đó hợp khẩu với nội à nha. Xin lỗi, anh cho hỏi thăm đã mấy giờ rồi? 6 giờ kém 5 phút không phải, đã 7 giờ kém 5 phút rồi. Thế à, cảm ơn anh. À, tôi có thể ngồi đây cùng dùng điểm tâm với gia đình được không? Dạ, mời cô cứ tự nhiên. Cảm ơn. Chỉ quá là người tốt bụng, còn anh Thanh thật là kỳ lạ. Ủa, nói vậy cô có quen biết với chồng tôi? Cô này là bạn của anh lâu lắm rồi. Bạn với nhau sao trông rất rõ ràng. Cô Hải mời bạn của mình ăn sáng. Dạ, cảm ơn bà, tôi vừa mới ăn xong. Giống như tự nhiên, con dâu tôi nó rất là thật tình vậy đó. Cô là bạn của chồng tôi, hân hạnh được biết cô. Tôi cũng hân hạnh được biết bà xã của giám đốc Duy Thanh. Tôi nhìn hai người thật xứng đôi và đầy hạnh phúc. Cảm ơn cô đã khen vợ chồng tôi. Vâng, hai vợ chồng tôi rất là hạnh phúc. Anh Thanh hết lòng yêu thương vợ con. Một người chồng tốt như vậy tuyệt vời quá phải không cô? Tôi tên Ái Liên. Cô Ái Liên, chị Diễm Phúc thật nên mới gặp một người chồng như ý muốn. Tôi ước gì đời tôi cũng tốt số như chị thì sung sướng biết bao. Các con đã ăn xong rồi, em mau đưa chúng tới trường kẻo muộn đó. Còn anh sẽ đến văn phòng ngay bây giờ. Dạ, đi thôi các con. Má ơi, má về nhà coi nhà giùm con nha. Hiện đường con đi chợ luôn. Cô từ từ dùng điểm tâm với anh Thanh nha. Tôi có việc không thể ở lại. Xin được bắt tay cô. Dạ. Chiếc nhẫn. Ủa, chị sao vậy? Không, tôi không có sao hết. Tay của chị lạnh lắm, chị có bệnh không? Dạ không. Tôi có cái đợt tay hay ẩm mồ hôi. Thôi, tôi đi kể trễ lắm rồi. Ngân Ngọc, hai đứa chào ba, chào nội và cô đây. Chào các con. Chào nội, chào ba, chào cô. Má à, con có một xấp tiền mới xuất ngân hàng ra. Lì xì má 4 tờ xài chơi. Lì xì thì má lấy à nha. Con biết má rất thích chiếc áo len mới. Vậy má đi mua đi má. Nói chung là con muốn má rời khỏi nơi này chứ gì. Má, má nói kỳ. Thôi được, má không làm cho con khó chịu đâu. Chào cô. Dạ chào bác. Không ngờ ngẫu nhiên với anh Diễn Tâm mà gặp anh ở đây. Thật thú vị. Thú vị, thú vị. Em xuất hiện lúc có mặt vợ con và má của anh là bất tiện, em biết chưa? Làm gì mà anh sợ đến tái mặt vậy? Họ chỉ nghĩ em là bạn gái của anh thôi. Chứ có biết gì đâu mà anh sợ. Đàn bà họ có những giác quan nhạy bén vô cùng. Nè, lúc nãy em không thấy gì sao má của anh nhìn em rất là lạ. Có lẽ bà ta đã nghi ngờ rồi đó. Em không để ý đến chuyện đó là gì. Em chỉ cần biết là anh yêu em. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho em vui vẻ. Em đừng liều như vậy không nghĩ nên sẽ có hại sau này. Anh Thanh à, anh hăm dọa em có phải không? Đã yêu em á thì anh phải có bổn phận chứ. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ cho em. Nhưng anh có nói yêu em đi bao giờ? Anh Thanh, anh nói gì nói lại em nghe coi. Em đừng theo đuổi anh nữa, vì anh đã có vợ con và một mái gia đình hạnh phúc rồi. Đừng giỡn nha anh Thanh. Nếu anh không yêu em á thì quan hệ với em lâu nay để làm gì? Em hiểu anh mà, anh là kẻ thích đùa. Nhưng lần này anh hoàn toàn không đùa giỡn. Từ nay anh không muốn quan hệ với em nữa. Anh có lỗi quá nhiều với vợ anh rồi. Anh không muốn làm kẻ khốn nạn. Đừng, anh đừng tự trách mình một cách quá đáng. Thật ra em yêu anh và chỉ cần tình yêu của anh thôi.
em không đòi hỏi ở anh bất cứ một điều kiện gì. Như vậy suy cho cùng, trong tình yêu này em là kẻ thiệt thòi. Vậy anh có lỗi gì với vợ anh chứ? Đành rằng em nói rất đúng, và anh cũng hiểu cái tình của em dành cho anh. Anh xúc động lắm, và chắc là sẽ nhớ em hoài. Tuy nhiên, anh xin em hãy quên anh, vì anh không thể nào đáp lại tình em. Anh Thanh, số phận của em thật bất hạnh. Em chỉ muốn yêu và được yêu, như vậy mà. Liên à, em là một cô gái vừa có tài vừa có sắc, rồi em sẽ không thiếu tình yêu. Đừng buồn, đừng buồn gái Liên à. Em không tin. Anh không hiểu tình yêu là hai tâm hồn hòa hợp à. Ai Liên, Duy Thành, anh có thể đưa em về được không? Anh đưa em về. Dạ. Về cái nơi mà đã bao lần anh rơi vào xa ngã vì đôi mắt biến sủ của em. Ai Liên, anh không trách anh đâu. Dù sao anh cũng là người tốt, có trách nhiệm làm chồng. Nếu như lòng anh không muốn tới, em về một mình vậy. Ai Liên, anh, thôi được, anh sẽ đưa em về. Anh đưa em về à? Như vậy phải được không à? Được sự việc phải không? Mơ, bây giờ phải làm sao đi mơ? Làm sao à? Phải tính sổ với con đó chứ sao bây giờ? Đi, con đi theo má. Má biết chỗ tụi nó đến rồi. Xin đừng má ơi, vì như thế chồng con danh dự bị tổn thương. Nó đâu còn danh dự hoặc uy tín gì mà có sợ. Khi đã quên bỏ vợ con thì là phường vô nhân. Má, nếu chậm trễ thì mất chồng, lúc đó mà không giúp gì được cho con đâu à. Nghe, tôi không thể mất anh Thanh, nhưng con không biết làm gì đâu má ơi. Như Dân, tội nghiệp cho con dâu của tôi. Dạ, em mời anh vào ăn điểm tâm. Anh nói anh không có ăn. Thu Dân, sao anh không nghe lời của anh vậy? Anh cần 100 cây vàng. Em nghe chưa? Hãy lấy đưa cho anh. Nhưng em muốn biết anh định làm gì với số vàng lớn như vậy. Anh hùng vốn mở một công ty với một thằng bạn, lớp vợ ở nước ngoài mới về. Nhưng mà nhà mình đâu còn đủ 100 cây vàng. Sao vậy? Anh quên là mình đã gửi ngân hàng mấy trăm triệu. Hiện giờ em nhớ là mình chỉ còn khoảng 60 cây mà thôi. 60 cây? Dạ. Làm gì được với 60 cây vậy? Nếu anh cần á thì mấy số nữ trang của em, vàng dòng và lá phí chắc cũng trị giá trên 10 cây nữa. Thôi cũng được đi, em cho anh mượn tạm, rồi mai mốt anh sẽ hoàn trả lại cho em. Vợ chồng mà sao anh lại nói vậy? Anh có làm ăn á thì cũng vì tương lai của em và các con thôi. Trong số vàng mà em sắp cho anh, nó là của riêng em, mà ngày trước ta đã chưa. Nhưng em là vợ của anh rồi, trái còn gì hơn là vàng. Vì mà em cho anh trọn đời, vì giá gì của cái dân nhà. Lẽ ra anh không nên để cho em phải lắng lo nhiều, nhưng thật sự anh đang cầu nguyện em hãy một lần. Vì anh thì em luôn nhớ cha, có khi nào em làm phận lễ anh đâu. Thu Dân,
Mày còn đủ tư cách gọi tao bằng má sao thằng? Sao má lại làm khó làm dễ con? Không phải má mày làm khó dễ mày, mà là đang cố sức bám giữ hạnh phúc của mày khỏi phải tan vỡ. Mày đòi số vàng to lớn như vậy để làm gì? Nếu không phải đem cúng cho con hồ ly đó, hả? Phải không? Kìa, sao má lại xúc phạm đến người ta? Mày không cho má mày động chạm đến người ta thì mau, mau thức tỉnh ra khỏi cơn mê muội, sớm nhận ra lỗi lầm của mình trước khi quá muộn màng. Con đã nói con không làm điều gì lầm lẫn, tại sao má không tin con? Má không tin con chỉ vì bên cạnh con luôn có một con hồ ly tinh là hiện thân của đắc sĩ thứ hai. Má già rồi sẽ chết rồi bên nên khổ đến đau má còn lo sợ, má còn cháu nội còn dâu chỉ liên đến con ngọc con ngọc. Má đang lắm tuổi ăn chơi, cha mẹ bất hòa cũng hỏi chúng còn vui không. Mà miếng đất này là gió có tạo như thăm mắt con không nghĩ đến qua. Má cũng biết rồi ai riêng lỡ có mang, con lo cho cô ta chỉ vì trách nhiệm chắc chắn không có tiền nàng mê hoặc người con. Con là thằng đàn ông chẳng có ra gì, con có vợ con chạy con rất đẹp, xã hội màu sống rất đẹp tìm thấy được rồi. Tại vợ mày phải quá hiền lành á, nhưng hãy coi chừng thân tại danh tiền nhá con. Dụng về nhân dân à, nên chồng con chán chường đi quan hệ với người ta. Trời ơi, nhưng dù sao đi nữa con vẫn tin chồng con sẽ không bỏ vợ bỏ con đâu. Vậy má đừng có ngăn cản con nha má, để con đi lấy vàng giao cho anh. Ta không dám nghĩ rồi cái gia đình này sẽ ra sao nữa đi. Ra sao thì cha má để ý làm gì tôi mệt không biết nữa. Trời ơi, tôi bất lực rồi chăng, còn sợ hãi nào hơn khi phải chứng kiến đứa con yêu của mình đến đà xa đó. Anh Hằng, tất cả ở trong này nè, anh hãy xem lại đi. Thôi khỏi đi, anh phải đi lo công chuyện liền đi nè. Anh dạy quá vậy, cứ trải lấy mười mấy năm vợ chồng có gì dựng được, không đã biết phải làm gì mà giao tất cả cho nó vậy dân. Cái con muốn giữ là chồng con chứ không phải vàng bạc. Má ơi, đó em xem đi, anh mua nhà này cho em á, anh rất là vừa ý nè. Tủ lạnh nè, cassette nè, tivi màu nè, đồ máy video nè, cả dàn karaoke nữa, tất cả đã biến nơi này thành lâu đài hạnh phúc rồi. Chưa đủ đâu anh nè, cái tủ kia nó đã cổ lỗ sửa rồi, cần phải thay bằng một cái tập màu đen. Còn nữa nha, cái giường hạnh phúc của chúng ta cần phải thay một cái giường nữ hoàng mới xứng với ngôi nhà này chứ. Phải rồi á. Vậy anh tính sao? Ngày mai em chở em đi mua sắm chứ còn sao nữa. Sao lại ngày mai? Mua liền bây giờ đi anh. Bữa nay anh không có sẵn tiền ở đây rồi cưng à. Ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân mà nói với ai tên? Má đã khỏe rồi, anh vào nhà thương thăm má đi. Má có nói gì không? Má nói tất cả. Và em không hiểu tại sao lại làm như vậy. Anh đã đem tương lai của con anh sang tay cho kẻ khác. Em muốn nói cái gì đây? Em không muốn anh tiếp tục làm kẻ dối gian nữa. Nếu thật sự anh không còn yêu thương em nữa thì hãy nói thẳng ra, chứ anh đừng đem cả gia sản này dần dần trao tay người khác thì em không thể nào chấp nhận. Em không chấp nhận thì em có thể ly dị? Ly dị? Anh Thành, anh có thể nhẫn tâm đòi ly dị với một người đã từng cùng anh đầu ấp tay gối hơn mười mấy năm sau? Thanh ơi, từ lâu em cũng linh cảm rằng sẽ bị người ta cướp mất chồng em. Nhưng em cố đánh
nhưng đã lỡ rồi cùng người ta gian díu. Một đứa trẻ sẽ ra đời, lẽ nào anh ngoảnh mặt làm thơ? Vậy là ích kỷ rồi. Ái Liên cũng là thân gái yếu mềm của ấy, rất cần được che chở. Anh Thành, thôi được rồi, mọi việc tùy anh. Nếu cần phải ly dị để anh được vui thì em chấp nhận. Biết phải làm sao đây? Ái Liên dọa rằng sẽ không để yên nếu mình giải quyết vấn đề không thỏa đáng. Coi kìa Ngân, sao con khóc? Mẹ, mẹ, con muốn ba má bỏ nhà. Con đã nghe hết rồi phải không? Nhưng con còn nhỏ, chưa hiểu gì. Đừng xin với kiểu người lớn. Con chưa hiểu gì, nhưng con biết, con biết là khi thiếu cha hay danh mẹ thì đời con sẽ khổ. Ba, ba, con xin ba thương con và em Ngọc. Mà ba đừng bỏ ma, để gia đình ta có được hạnh phúc như những ngày qua hôm sớm vui cười. Ba biết không, gần một tháng nay ba đi về nhà, lệ thì suốt ngày không má con khóc hoài và nhắc mãi tên ba. Hết đi vào rồi lại đi ra, mắt nhìn ra cổng mới đợi chờ tiếng xe quen thuộc. Má ơi, hãy xót thương cho mẹ và nghĩ đến hai con còn trong tuổi dậy thơ. Ngân, dạ. Ba nói lại một lần nữa cho con biết, tuổi của con còn nhỏ nên chưa hiểu nỗi hoàn cảnh của ba đâu. Nè, dạ. Hãy mau vào đánh thức em con vậy. Hai chị em còn phải đến trường nữa, ba còn phải đi làm việc ngay bây giờ nè, nghe không? Ba, ba, nếu tuổi con cũng không cần biết học làm gì. Sao? Tính bỏ học à? Tụi con đang nghe
Tôi nghe nói cũng tại cô Liên nào đó mà bà bỏ má. Bà hay là bà chỉ nhà cổ đi, con đến xin cổ trả bài về với má, với chúng con nghe ba. Lần nếu cô còn xen vào chuyện người lớn nữa thì ba sẽ đánh đòn nghe chưa. Ba tới giờ ba phải đi làm, chiều về nói chuyện tiếp với con. Ba ba sao chị hai khóc vậy? Ngọc ơi, ba má mình sắp bỏ nhau rồi. Rồi đây chị em mình đi theo ai bây giờ? Em theo má, còn chị theo ai? Theo má thì ổng có ba, còn theo ba thì bỏ má. Còn ba nội nữa anh chị, ông biết nội mình theo ba theo má nữa, nhưng mà chị muốn có cả ba có má nữa. Ngọc, em muốn vậy không? Em muốn chứ. Bây giờ mình đi năn nỉ má nha, chứ má đừng bỏ ba. Ba bỏ má chứ má đâu có bỏ ba đâu. Thì mình đi năn nỉ ba. Thôi đi, ba vừa la chị, chứ ba có để tụi mình năn nỉ đâu. Vậy bây giờ mình làm sao chị ơi? Phải nói cho nội biết, để nhờ nội nói với ba mới được. Vậy thì mình xin má cho nghỉ học để vô nhà thưa thăm nội phải không chị? Sức khỏe của nội không được tốt, nếu nội buồn thì sức khỏe càng xấu, không ích lợi gì hết. Các cô có hiểu ý của má không? Dạ hiểu. Nhưng cô có nghe má nói không? Má, má ơi, những chuyện trọng đại như vậy má không nên giấu nội. Má không giấu nội, nỗi cô còn bệnh mà. Mình tạm chưa cho nội biết, chờ nội xuất viện về nhà rồi sẽ tính sao. Giờ hai con theo má đi vào thăm nội nha. Thăm nội hả má? Trời ơi, con thích quá à. Ngọc, con có thích không? Dạ thích. Thích thì đi nhanh lên. Dạ. Mau lên con. Dạ. Đứa bay nói có má bay đi, giờ đâu rồi? Dạ, má con nói đi ra ngoài xin nước sôi pha sữa cho nội. Chắc là má ra chợ tìm mua trái cây thêm cho nội đó. Trái cây còn nhiều, ăn không có hết, mua thêm làm chi nữa. Ai biểu nội thường che má con keo kiệt, má mua nhiều cho nội ăn chết luôn đó. Nội nói cho vui thôi, chứ má con là người tốt bụng nhất đó. Vậy mà ba con định bỏ má đó nội. Hả? Nói sao? Ba con định bỏ má con à? Ai? Ai nói vậy? Ai? Ba đòi ly dị má khóc nhiều lắm đó nội. Trời ơi, Ngọc, em quên má dặn gì hả? Chứ quên, em quên mà. Ngọc, ba má tụi con đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho nội biết coi. Nói đi Ngọc. Thôi nội ơi, con không dám nói. Nội đừng có biểu. Sao vậy? Ai đang chừng đang mơ về con. Không nói phải không? Nội cũng không cần nói biết mà hai đứa con có thương nội đâu. Chị hai thấy không? Nội giận luôn em. Làm sao bây giờ? Cái lỗi này do em. Má đã cấm mà em không nghe. Có chói gì chưa? Hai đứa con hết thương nổi rồi. Nội đã cố tình qua lập với nhau, quyết không nói ra chuyện của mẹ cha.
Nội không hề đau bệnh, tại nội tức quá nên té xỉu chứ bệnh tật gì đâu. Mà con đã hứa với má không có nói, con phải trọng danh dự chứ. Danh dự? Danh dự của con bằng hạnh phúc gia đình này không hả? Nội đừng giận, để con gọt táo cho nội ăn nha. Đừng có gọt, nội không có ăn đâu. Hai đứa đi về đi, nội cần nằm nghỉ. Nội giận rồi thì chị hai, hay là mình cứ nói sao cho rồi, nói đi chị hai. Nội, nội ơi, hồi sáng sớm á, ba má con cãi lộn, hai người nhất định là bỏ nhau đó nội. Có thật như vậy không? Con lén nghe mà. Ba đòi ly dị với má, con thấy má khóc rồi chạy vô phòng. Con định gọi nhưng sợ chỉ làm má thêm buồn nên không dám mở lời, mà năn nỉ với ba bảo rằng ba hãy thương nỗi thương con, đừng bỏ má đi ở với người ta. Nhưng ba đã nhất định rồi, muốn ly dị mà thương. Trời ơi, đến nông nỗi này sao? Con tôi đã hư hỏng thật rồi, do đắm sắc lưỡng tình mà quên hết nghĩa nhân. Con đã chán sinh nhưng ba không chấp nhận. Rồi ơi, rồi đây con ở với ai bây giờ? Nỗi phải nói một lần đi, hai đứa đi theo nội. Đi đâu vậy nội? Tới nhà con Ái Liên. Nơi đó anh chi hả nội? Yêu cầu nó buông ba con ra, hai đứa theo để hỗ trợ cho nội. Tụi con làm gì được nội ơi? Con sẽ hỏi tội cô ta, tại sao dám làm cho má con buồn, má con khóc. Nếu cô ta chống cự, con sẽ muốn giỏ Lý Tiểu Long để chặn cô ta lại, cho nội chạy trước rồi con phi thân theo sau. Được à, vậy thì bà cháu mình đi liền. Đi dạ, thôi. Dạ. Xích Lâu, Xích Lâu. Đi chú, tôi chỉ đâu à, chú chạy đó. Bao nhiêu tiền con trả cho? Kìa má, má đi đâu vậy? Đi đâu kệ má. Má thương con thì để con đưa má trở lại bệnh viện nha má. Không có bệnh viện, bệnh xá gì cả. Má cần phải tính cái chuyện này. Đi chú. Má, làm sao đây? Xích Lâu, đừng lại. Đây nè, anh ơi, làm ơn chạy theo chiếc xích lô chở bà già với hai đứa nhỏ giùm tôi nha. Mau lên anh. Má. Trời ơi, bay theo tao chi đây? Con không hiểu chuyện gì làm cho má không được bình tĩnh như thế này. Làm sao mà bình tĩnh được? Cái nhà này nè, cái nhà này là chính thằng Thanh bỏ hơn 100 cây vàng mua cho con Ái Liên đó. Hả? Ê kìa, con hồ ly kia, cô kia, tôi đến đây để ép buộc cô phải buông con tay tôi ra. Nó đã có vợ con, sao cô nhẫn tâm hại vợ con nó? Cô có yêu thương nó đâu, cô chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của nó để mà trang bị thành vật sở hữu của cô thôi hả? Má, con xin má, má không nên làm lớn chuyện, sẽ làm tổn thương danh dự của chồng con. Đó, cô thấy chưa, con dâu tôi nó hiền, nó chịu đựng và nhường nhịn cô. Chứ tôi là mẹ nó nè, tôi không chịu nổi đâu. Cô lợi dụng sự ngu dại của một thằng thờ dụ dỗ nó mua nhà, rồi còn mua cái xác đi tủ lạnh nữa. Trên 100 cây vàng chớ nói gì sao. Cô phải hiểu rằng của cái này mà có được là do nước mắt mồ hôi chắc thiêu dành dụm của hai vợ chồng nó trong mười mấy năm. Mà tôi khuyên bà nói nhau nên cẩn thận, đừng đến đây mà gây xáo trộn. Cái gì cô sĩ dùm ông bộ ai? Bà không hề dụ dỗ mà tự anh ấy tìm đến tôi. Nhà này đây ba tôi mua sắm cho bà, bây giờ tôi đòi đó, bà phải đi ngay. Ba tôi đâu? Bà hãy thả ba đi về. Thôi cô, đừng hỗn hào, má không bằng lòng đâu. Cô
cô nói cô không dụ dỗ con tôi. Vậy tôi hỏi cô nè, cô không giăng lưới nhện thì chẳng lẽ con ruồi lại xa lưới sao? Bà không tin là quyền của bà, nhưng tôi dám nói tôi không có lỗi gì cả. Nếu bướm không có tính mê qua thì qua có đưa hương ngào ngạt cách mấy cũng không có tác dụng gì. Tôi khá khen cô đó. Tôi khá khen cô biết biện hộ cho mình, nhưng cô không thể nào biện hộ cho cái lương tâm vô liêm sỉ của cô đâu. Ai Liên ơi, Ai Liên bà không được bắt tới nữa nha. Vậy tất cả các người không được hành hung tôi nữa nha. Ai hành hung cô? Anh trời ơi, chết tôi rồi. Tôi hoài giao nhà chết tôi rồi. Cô Ai Liên, cô làm sao vậy? Cô có sao không hả? Cô, anh Thanh ơi, cứu em. Cô kìa, Ai Liên, cứu mạng. Thanh, cô hèn hạ tồi tệ đến thế là cùng. Cô dẫn cả nhà để bức hiếp một người mà không thấy xấu hổ hay sao chứ? Sao lại đánh em chứ? Thanh, mày đừng có nói bậy. Ba không được đánh má con. Ba không thể vì bà này mà đối xử tàn nhẫn với má của con. Con ghét ba, con ghét ba. Má có làm gì đâu mà ba đánh má. Thanh, trước khi mày muốn đánh vợ con mày á thì mày nè, mày đánh tao trước đi, đánh con già này trước đi. Từ nay về sau cũng không muốn má tham gia phá đám bất cứ chuyện gì của con làm nữa. Mày má về đi, và từ nay con sợ đây luôn, không bao giờ con về bên đó nữa đâu. Chị Thanh, chị nói Lương Ngọc, cô với má đưa đổi về nhà báo lên đi. Ôi da đau quá anh Thanh ơi. Trời ơi, em đau quá à. Em gượng không nổi rồi anh ơi. Anh xin lỗi em, để anh đỡ em vậy nha. Em không biết đâu, bắt đền cho em đi à. Được, anh đền đi nè. Về nhà bây giờ buồn chết. Hay mình đi chơi một lát đi chị. Trời ơi, đi chơi hả? Sợ má và nội không thấy mình về rồi lo làm sao? Không đâu, má nằm khóc ở trong phòng, còn nội mất nấu cơm, không có nhớ tới chị em mình đâu. Chị đừng có lo. Thôi, đi thì đi. Mình vô rạp coi phim nha. Nhưng em có tiền mua vé không rồi đi coi phim? Em ăn hết rồi. Tiền chị cũng ăn hết rồi. Nắng quá chị hai ơi. Em thấy có nước. Thì giờ này mà không nắng sao được. Hay là chị em mình đi về. Đừng nên nguyên thả trong khi đi. Đã không có ba má vui lắm ba chứ để má buồn lo thêm. Còn nỗi nơi đại gia hai chị em mình có nguyên cận kề cho nội được vui. Có lẽ giờ này nỗi ngóng trong ta. Nhưng em muốn về chơi không muốn quay về. Chị đang hát đây cứ đi thì mở xỉu liền cho coi. Sao giống trời ghê. Em cũng khác cổ cô. Mà em thấy có ngất xỉu đâu. Rồi đây nếu còn đi em chờ xem. Chỉ nghe em ngã lên bên đường. Không có đâu chị đừng dụ em. Mà bây giờ em muốn đi đâu nữa? Đi vô công viên văn hóa chơi. Hồi trước ba má mình hay đưa mình tới đó chơi đó. Thôi đi, giờ không có ba có má gì hết. Đến đó chỉ thêm buồn thôi à. Nhân, Ngọc, hai con đi đâu đây? Ba. Dạ, vì em con buồn, đi chơi cho đỡ buồn. Không có tiền nên buồn phải không? Đây, ba cho tiền mỗi đứa 50 ngàn. Ngọc, không được lấy tiền của ba, nghe chưa? Vừa rồi chị nói khát nước mà. Có khát cũng không được nhận nữa. Tại sao con không cho em con nhận tiền của ba hả Ngân? Dạ, vì... Vì sao? Bây giờ ba đâu có còn thương tụi con nữa thì tại sao tụi con phải cần tiền của ba chứ? Ngân, con còn nhỏ không hiểu được cái chuyện của người lớn thì đừng có nói tầm bậy. Đúng là con không hiểu. Con không hiểu vì sao ba lại bỏ má con để đi với người đàn bà này. Nhưng mà con hiểu được là má rất buồn, rất khổ. Má khóc suốt ngày đêm, má có biết không? Con à, ở đời có nhiều vấn đề phức tạp mà con không hiểu hết được đâu. Nhưng tôi hiểu rất rõ. Bà là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cũng vì bà
mà tôi mất ba tôi. Tôi thù bà, tôi ghét bà. Hỗn đồ mất dạy. Ba, mà đánh con sao ba? Ba, tại sao mà đánh dạy? Còn mày nữa, nói mày hỗn giống như chị mày, tôi đừng có trách ta. Nghĩa là ba sẽ đánh con, ba không còn thương con nữa. Vậy mà sao trước đây ba thường khuyên răn dạy bảo cần chị em con phải mến thương nhau, chia sẻ cho nhau những cái đắng trong đời. Lần nhỏ hai con đừng có giận ba. Dù ba với má con không còn ở chung một nhà nữa, nhưng đối với hai con, lúc nào ba cũng thương quý mến như thở nào. Chỉ tại hai con không chịu đến ở với ba thôi. Ba, ba nói rằng ba thương chị em con như cổ nào, có thật như vậy không ba? Ba nói thật mà. Ba nhớ lại con trước đây, đâu có khi nào ba đánh con, đâu có khi nào ba nói con hổ thạo mất dạy. Con nói với má, má thường khen ngợi má, má là người vợ hiền có một con hai. Vậy mà gần một năm nay ba để cho nỗi má dạy con sống chết mặt trời. Con nói là sao? Nội với má con bán chuối chiên hả? Dạ, khuya khuya má đi chợ mua chuối gánh về. Con Ngọc lãnh phần lột vỏ chuối, nội chiên còn con đứng bán. Có những bữa trời mưa bán hế, cả nhà phan chuối thay cơm đó bà. Ngân, thật vậy sao Ngân? Ồ, hơi sức đau mà anh nghe lời cũng nhất miếng hả? Tại bà, tất cả cũng tại bà. Tôi thò bà muôn kiếp. Ngọc, thì chị về em. Ngân, Ngọc, Ngân, Ngọc. Chắc chắn là như dân dạy tụi nó đối xử với anh kiểu đó mà. Nhưng dù sao tụi nó vẫn là con của anh. Con không có quyền gì nữa hay sao chứ? Dĩ nhiên là phải có người dạy chúng cách đối phó với anh rồi. Mà thôi, anh đừng có buồn. Em không có chấp con nít làm gì đâu. Alien à, anh đưa em lại nhà hàng đằng kia ăn cơm trưa. Nhưng em cứ ăn trước đi, chờ anh. Để anh về nhà tìm gặp nhân dân hỏi mấy điều ha. Anh à, có cần thiết lắm không anh? Tại sao lại không? Nếu anh không đến hỏi, càng ngày tôi nhỏ càng bị nhồi những tư tưởng quá đáng về anh. Anh không thể nào chịu nổi đâu. Thôi cũng được, anh đưa em đến nhà hàng, em sẽ chờ anh ở đó nha. Nếu thấy ngon thì ăn một mình đi. Bây giờ tôi chán ngán mấy món ăn này rồi. Dẹp đi. Anh Phương. Tôi bảo dẹp. À, nếu như không muốn dẹp hả? Để tôi dẹp giùm cho nè. Dẹp nè, dẹp nè. Trinh ơi. Kìa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì mà ba giận dữ vậy mẹ? À, không, không có gì đâu con. Khuya rồi, con vào ngủ đi. Để sáng mai còn đi học nữa. Thôi, con ngủ sao được. Con thấy lúc này ba hết thương mẹ và con rồi. Chắc ba. Con nít con nôi mà biết cái khỉ gì. Đi vào ngủ đi. Nếu không thì mẹ ơi con sợ. Anh Phương.
Thương, con nó còn nhỏ lắm, nó có biết gì đâu mà anh hằng học như vậy chứ. Nếu em có gì làm phật ý anh cứ thẳng thắn nói đi, em sẵn sàng lắng nghe từng lời, dù là lời anh chết mắng. Chứ nỡ nào anh cứ đi sớm về khuya rồi luôn luôn kiếm chuyện với vợ với con. Dù chưa một lần em sai quấy gì chi, có lẽ giờ đây hương sắc phai tàn nên anh đã vội quên những kỷ niệm ngày xưa. Dù nắng mưa anh vẫn không quan ngại, đến với em dù ba chẳng thuận lời nhưng lòng anh cũng chẳng rời. Đó là chuyện dị dạng xa xôi, em đừng nhắc để dài đời tôi. Nếu muốn tôi yêu thì hãy câm miệng lại giùm, hay là muốn tôi phá nát cái nhà này. Ba ơi con cúi đầu gian lại, mong ba hãy đánh con đi. Sao? Mày muốn chịu đòn thay cho mẹ mày hả? Ờ, được nè. Anh Phương, ba ơi, ba cứ đánh con đi, chứ con không thể nào đứng lặng yên nhìn mẹ con phải đêm khóc ngày than chịu nhiều oan ức, dù phải bị đòn roi để thay cho mẹ thì con vẫn cam tâm không một tiếng đau buồn. Ba có biết đâu những lúc mẹ đùa vui với con mà nước mắt tuôn tràn, mấy tháng gần đây con thấy mẹ một mình bên khung cửa, ngồi trông ra đường đợi từng bước chân của ba. Còn ba thì thỉnh thoảng cứ đi xa, hai mẹ con ở nhà chỉ có bà ba làm bầu bạn. Mỗi lúc tan trường bè bạn có ba mẹ đón đưa, còn con thì chỉ có một mình tôi thôi. Thôi con đứng dậy đi, ba không có đánh con đâu. Ba nói thiệt hả ba? Nhưng mà ba cũng đừng rầy, đừng mắng mẹ nữa nghe ba. Nghe ba. Thôi được rồi, ba hứa, ba hứa với con đó, đừng có khóc nữa. Ba ơi, nghe được những lời nói của ba làm cho con cảm thấy an lòng. Ba hứa từ đây sẽ giữ đạo làm chồng, ba sẽ không bỏ rơi mẹ con nữa và hết lòng chăm sóc cho con. Anh Phương ơi, có phải chăng đây là một giấc mơ, hay những lời kia là vì muốn cho con yên dạ? Đời của em chỉ còn là tất cả, xa anh rồi em biết sống sao anh. Thôi hai mẹ con đi ngủ trước đi, lát nữa anh vô. Dì ba, dì ba. Dạ dạ. Làm gì mà lúp lúp ló ló vậy? Dạ tại thấy cậu mợ đang gây gỗ nên tôi. Thôi lại dẹp ba cái chén bể này giùm cái nè. Dạ. Vì là người ăn ở trong nhà, không có được tìm hiểu chuyện của người khác hay chưa? Dạ tôi đâu có dám. Lan à, con vào trong đi con. Dạ thưa ba, con vô. Con vô rồi dì ba vô liền với con nghe dì ba. Con vô đi, để dì dọn dẹp cái gì vô liền hả. Em à, sắp tới đây á, anh có một chuyến công tác ở Vũng Tàu, sẵn anh đưa em theo.
Vì đã lâu vợ chồng mình không có dịp gần nhau mà ôn lại kỷ niệm, và cũng để bù đắp lại những cái chuyện vừa qua của anh. Sao, em bằng lòng chứ hả? Anh Phương, em không biết phải làm sao để tỏ hết nỗi vui mừng của em. Em như được sống lại sau cơn hiểm nghèo thập tử. Em sao nói em vậy? Thôi, khuya rồi, em vào nghỉ trước đi. Anh phải sửa soạn lại một số giấy tờ hợp đồng rồi anh vào sau. Dạ. Ngồi cả buổi mà không văng được con cá nào hết. Thôi chắc mình về sớm quá. Hình như là có một người chết đuối đang nhìn dãy ngoài kia. Thôi đúng rồi, phải rồi, mình phải cứu người ta mới được. Phải cứu mới được. Ở đâu đây? Cô à, cô tỉnh rồi à. Tôi lo cho cô quá à. Tôi sợ cô không còn sống được nữa đó. Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Tôi là người cứu cô ở ngoài biển á. Tôi bắt gặp cô á, nằm bất tỉnh ở ngoài biển, rồi tôi mang cô về đây. Cô hôn mê suốt cả ngày, làm tôi sợ gần chết luôn á. Anh sợ tôi chết à? Phải. Bây giờ cô cho tôi địa chỉ để tôi báo với thân nhân của cô đưa cô về nha. Tôi không có nhà. Anh cứu tôi làm gì? Tôi muốn chết kia mà. Trời ơi,
con người mà tự nhiên muốn chết à? Bộ cô tự tử à? Phải. Phải hả? Ôi, không có đâu. Tôi không bao giờ tin là cô tự tử. Thật mà, tôi không còn muốn sống. Và ngỡ như đã chìm tận đáy biển sâu. Tôi không tin những lời cô nói vừa rồi. À, chắc là có kẻ nào âm mưu ám hại cô phải không? Không, không có ai ám hại tôi hết á. Ừ, thường á, khi tự tử người ta hay mặc nè những bộ đồ đẹp nhất để lìa bỏ thế gian. Còn cô thì ăn mặc như thế này, tôi cảm thấy sao đâu cô ơi. Ờ, rồi ai giúp tôi thay bộ đồ này? Ờ, không phải tôi thì còn ai vô đây? Anh thay, anh mặc đồ này cho tôi. Cô an tâm đi, tôi không có làm gì trái với lương tâm đâu. Ngoài việc chỉ muốn cứu sống cô thôi à. Ờ, mà nhà cô ở đâu vậy? Không, tôi không có nhà. Tôi cũng không muốn sống nữa. Cô nói nghe lạ chưa? Ai mà lại không có nhà? Nghèo như tôi còn có đựng cái chòi đó. Còn cô, tôi nhìn dốc dáng của cô á thì chắc là con nhà danh vọng cao xa. Rồi có một tâm sự hoằng nặng đeo mang nên lời lẽ cô thốt ra toàn những lời sầu. Đầu óc tôi đang quay cuồng bấn loạn. Trời ơi, tôi không ngờ người ta đành đoạn. Nhưng tôi dầu sao anh cũng là người ơi. Anh cầm lấy đi, tôi xin đáp đền. Cái gì vậy cô à? Nếu tôi đoán không lầm thì đây là nhẫn cưới. Cô không nên xa rời vì kỷ vật này vô giá. Cứu người hoạn nạn á là thường có chi đâu cao cả. Cô đừng nghĩ đến việc trả ơn làm cho tôi ái ngại thêm hơn. Tôi không còn thân nhân. Bây giờ tôi muốn sống. Anh à, anh giúp tôi bán chiếc nhẫn để lo than thuốc và mua giúp tôi một bộ quần áo đi. Ê, cô à, theo tôi á thì kỷ vật này cô nên cất giữ đi. Tôi tuy nghèo thiệt nhưng tôi có thể lo cho cô khoản tiền ấy được mà. Ngày trước nó là vật bất ly thân của tôi. Ừ. Bây giờ tôi căm ghét, tôi ghê tởm nó lắm. Vậy hả? Vậy thôi được rồi, tôi sẽ chiều ý cô. Bây giờ cô ăn miếng cháo nha. Anh nấu cho tôi đó hả? Nếu mà lạ khẩu vị thì cô cũng ráng dùng tạm cho có cái gì trong bụng nha. Cảm ơn anh. Ăn đi cô. Cô à, cô ăn sao mà thấy khổ sở quá vậy? Vừa ăn lại vừa khóc nữa. Tôi chịu không có nổi đâu nha. Tôi không ăn nổi đâu. Cô ăn cháo không được thì vậy cô ráng uống chút sữa nha, rồi cô nằm nghỉ đi. Cô làm tôi khó chịu quá à. Cô à, cô đừng có khóc nữa. Nè, cô lấy tạm cái khăn của tôi lau nước mắt đi. Không chịu lau hả? Để tôi lau giùm cô nha. Cô uống ly sữa này á, tôi tin là cô sẽ khỏe lại à. Cô đừng có khóc nữa nha. Cô à, Tôi muốn nghỉ một chút. Ờ, vậy cô cứ nằm nghỉ đi nha. Tôi không có làm phiền cô nữa.
chúc cô ngủ ngon. Tôi sẽ ra chợ mua ít đồ mà cô cần đến, rồi chút xíu tôi về liền à. Cô ở đây nha, nằm nghỉ đừng có đi đâu hết nha. Tôi đi nha. Từ đây mình sẽ về đâu? Ngoài cái mái ấm mà 5 năm rồi chung sống với chồng con, trở về tiếp tục sống với anh ấy. Không, không, không bao giờ. Vì cái hình ảnh đêm rồi trên bãi biển ghê rợn kia, nó cứ ám ảnh trong tôi trọn đời. Làm sao tôi thuốc được thành lời? Trời ơi hỡi trời, kẻ đã cùng mình chung vui chăn, sao lại bất nghĩa vô nhân? Đã nỡ giết dứt đời tôi, hỏi trên hồng trần còn gì ác độc hơn không? Đường đời lắm nẻo gai chông, làm sao đó được tấn lòng kẻ mà tôi gọi là chồng, rồi có oán hận hay không? Còn gì nữa mà không, mắt đã khô cạn bao lần, còn thơ ai đỡ đần khi mình thương khổ vô thân. anh gì đó? Tôi tên Long. Ủa, sao cô không nằm ở trong nghỉ mà ra đây ngồi chi vậy? Anh Long, anh mới về đó hả? Tôi về lâu rồi. Vậy là anh đã nghe hết những gì thầm kín của tôi rồi. Dân, nhưng sự cố dẫn đến tai nạn của Hà vừa qua tôi vẫn không được biết. Anh là người ơn cứu sống tôi, với anh tôi không giấu giếm điều gì nữa cả. Anh Long, anh hãy nghe đây, chuyện của tôi và chồng tôi những năm về trước. Anh Phương ơi, mở cửa cho em vào. Anh Phương kìa, Hà, em. Anh Phương, sao em dám đến đây giờ này? Nếu ba em biết được thì càng khổ cho anh và em thêm nữa. Không, em không còn sợ gì nữa cả. Nếu có chết, em nguyện chết ở bên anh. Đành lòng người đi kém ơn, dù tốt biển chân trời, em cũng quyết dành xa anh. Hà ơi, đừng vì chút tình riêng mà lối đạo giới sinh thành. Cuộc đời em còn đầy hoa mộng, dương vẫn làm gì kẻ chẳng sự nghiệp công danh. Anh Phương, hãy về đi em, xây dựng tương lai, đừng đợi đừng chờ, xem như hai ta
chưa gặp gỡ bao giờ. Xin đừng đuổi xuống, đừng làm em từng dòng, đừng giết chết mối tình thơ mộng của đôi ta. Nhưng ba em không thể nào chấp nhận, em sẽ chia với anh đến bước đường. Hà ơi, thà chấp nhận xa nhau để mai sau ta còn gặp lại. Nếu có chia ly ngàn trái thì tình của đôi ta càng thắm đượm chứ chung tình. Chớ mẹ cha chấp nhận đôi mình thì làm sao ta về cùng chung lối. Dù trăng có sáng thì cũng chỉ là màu trắng của khăn tang. Giữa hai giai cấp hèn sang mà anh là người đón nhận phủ vàng cay đắng. Đừng xây lầu tình yêu trên bãi văng, rồi sẽ bị lượng sóng cao làm điêu tàn đổ nát. Không, em không xây lầu trên cát, mà em quyết vượt sa mạc để tìm đến đỉnh tương lai. Hai ta tuổi trẻ đời còn dài, thì em đâu phải ngại gì trong gai hiểm trở chứ. Em đến bên anh với một phút bồng bột nhất thời, rồi đời em sẽ khổ. Anh không muốn gia đình em đến đây phỉ nhổ, cho rằng anh khuyên dụ em theo. Với mẹ em, anh còn một an treo, và biết sữa mình không thể nào giảm lặp lại. Dẫu biết rằng lòng anh yêu em đến ngay dài, nhưng biết phận tuổi thân phải ngăn cách tim mình. Từ nãy anh duyên khi học hành, cho đến khi nào công thành danh toại, cô sẽ qua đưa tình ta về chung lối. Thì dù đêm tối cũng không làm mờ lối yêu đương. Anh Phương, ngày mà anh mơ ước sẽ không bao giờ đến được. Tại sao vậy chứ? Hay là em không chờ đợi được vì sợ phí bỏ tuổi xuân? Không, dù cho hết cả cuộc đời em vẫn chờ anh mà. Hà, em, anh Phương, Phương ơi, em chỉ sợ hai phương trời xa cách biển biệt đôi nơi. Chim vô cánh bay còn biết đâu tìm, cố hoài công cũng không thấy được dấu chân. Hà ơi, Hà ơi, anh không muốn xa em, mà cũng không muốn mang tuổi nhục trong đời. Giai cấp sang hèn ác độc lắm em ơi, mộng đẹp tuyệt vời. Anh cố dằn lòng sao lệ vẫn rơi rơi. Phương ơi, dù cho rằng nghịch cảnh trái ngang, em vẫn yêu anh và yêu mãi mãi.
em sẽ dâng trọn cho anh cả cuộc đời con gái, rồi sẽ ra đi vĩnh viễn không về. Cuộc đời ngủ yên trong lòng đất, được quay về cùng tiếng khóc của ban sơ. Cuộc hương là mãi mãi trong chờ, rồi cùng heo rũ chết trong mỏi mòn mong đời. Con tàu không trung sẽ đưa em xa vời vợi, ngăn cách một đại dương thâm thầm mịt mờ. Em bảo sao? Ba má em sẽ ngăn cách tình yêu của chúng ta bằng một chuyến định cư nơi phương trời xa lạ, mà năm giờ chiều mai là bái bái cất cánh. Thôi còn chi những ước mơ trong đời, tuyền tình ra khơi bão dòng ngập trời mình mù chơi chơi gió mưa tới. Nào đâu ngăn núi đuôi mình đi gói hành trang, anh hãy đưa em đi tìm một nơi nào tốt, chúng mình sẽ đắp xây hạnh phúc. Dù cuộc sống có nghèo nàn cơ cực, nhưng tình yêu sẽ đông đầy mỗi lúc một thêm hơn. Hà em. Anh Phương. Em. Hà, con gian ra. Ba. Dạ thưa bác. Cầm. Cậu Phương, tôi lầm cậu. Tôi không ngờ cậu dùng cái mã đẹp trai để mà khuyến dụ cho con gái của tôi. Nó quên cửa quên nhà, quên cả mẹ lẫn cha, quên luôn cuộc sống nhung lụa trong khi tôi còn dại khờ. Làm sao có được tương lai trong khi cậu còn đắc tay. Ba, xin ba đừng nên sỉ nhục mà tội nghiệp cho anh Phương, con không nỡ lòng nào. Tội nghiệp cho nó hả? Rồi ai tội nghiệp cho ba? Chuyến bay ngày mai không thể quán lại. Ba, con nhất quyết không đi. Một mình con ở lại nơi này, rồi con sẽ sống ra sao? Ba, ra sao cũng được, miễn là con được ở cạnh bên người con yêu. Và đứa con trong bụng không thể thiếu vắng tình thương yêu của cha nó đâu ba. Hà, con nói sao? Ba tha tội cho con, vì con đã có thai với anh Phương rồi. Hà, vậy là con xem nhẹ tình cha mẹ hơn tình yêu phải không con? Ba, không phải vậy đâu ba. Ba thương con lại ba. Ba thương con mà tha thứ cho con đi ba. Ba không thương con thì còn biết phải thương ai? Cậu Phương. Dạ. Cậu có thật sự yêu thương con gái tôi không? Con lại bác, chỉ mong cầu bác thương con. Con lại bác mà. Thôi, hai đứa đứng lên đi. Đừng lại tả nữa, mà hãy lại tả đứa bé ở trong bụng của con Hà kìa. Hà con, hình ảnh này, vở kịch đó là của ba với mẹ ngày xưa. Bây giờ con diễn lại thì ba đâu nỡ nào táo điều ngang trái, mà phải chân tay ba gầy dựng thêm cho vở diễn được vuông tròn. Tình thương con ba chẳng hao mòn,
không thể cắt ngang một tình yêu cao thượng mà hai con chắc lọc từ bấy lâu nay. Biết là sẽ không ngăn cấm được đâu, nên ba khuyên hai con giữ sao cho tình đầu thắm đẹp. Sự yêu thương không thể nào nảy ép, vậy ba chúc hai con hạnh phúc muôn đời. Ba, con cảm đội ơn ba. Con đội ơn ba. Những tài khoản trong ngân hàng và giấy ủy quyền hãng vật ba sẽ chuyển nhượng cho con nội sáng mai. Ba. Phương. Dạ. Chút ít tài sản này mong sao con ăn học thành tài rồi bảo bọc cho Hà. Con xin vâng lời bác. Dạ. Con xin vâng lời ba dạy. Hà, ba về nghe con. Ba. Ba ơi, rồi đến bao giờ con mới gặp lại ba? Rồi ba sẽ về thăm con mà. Con sẽ gắng công học tập để sau này đền đáp công ơn lại cho ba. Hai con, hai con hãy sống cho thật hạnh phúc, và ăn nên làm ra là trả ơn cho ba rồi đó. Thôi ba đi nghe hai con. Ba. Sau đó bé Lan con tôi ra đời, Phương càng yêu tôi hơn. Chúng tôi sống bên nhau không một phút xa rời. À, tôi muốn nghe đoạn kết của câu chuyện. Hôm nào tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe. Còn bây giờ tôi nhức đầu quá. Vậy à? Vậy Hà cứ nằm nghỉ đi, tôi cũng chuẩn bị đi câu cá. Bao giờ anh về? Tôi sẽ cố gắng về sớm, không để cho Hà buồn đâu. Tôi đi nha. Biết không, vừa ra đến bãi á thì tính khí tưởng cho hay, hôm nay biển động sóng to cho nên tất cả ghe xuồng không ai dám ra khơi đánh cá. Tôi vội quay về sở Hà Trong. Rồi anh câu có được con cá nào không? Có đi đâu á mà có hay không. Vậy là anh mất trọn một ngày công. Những ngày rảnh rỗi anh làm gì? Lúc biển động ở nhà đi xem phim. Sao hôm nay anh Long không đi xem phim mà lại ở nhà? Tại vì vì có Hà rồi, tôi đâu có cần đi đâu nữa. Hà làm bận rộn cho anh quá, cho nên Hà định thưa với anh sáng mai Hà đi về. Hà về mà về đâu? Về nhà, Hà nhớ con lắm. Vậy còn đoạn cuối bao giờ Hà kể hết cho tôi nghe? Trước khi lên đường Hà sẽ kể cho anh Long nghe hết. Mà nè, sao anh ở đây có một mình vậy? Còn gia đình anh sao không thấy? Gia đình tôi à? Tôi có nhiều chuyện buồn lắm. Không giấu gì Hà, tôi cũng ở thành phố. Tôi cũng có một đứa em gái đang đi học.
vì không thuận ý với gia đình cho nên tôi mới ra đây sống. À mà thôi đi, Hà đi ngủ đi, nếu không sẽ mệt vì ngày mai Hà còn một khoảng đường dài nữa đó. Còn anh không ngủ sao? Làm sao tôi ngủ được? Vì sao hả anh? Vì tôi phải bận suốt ngày hôm nay làm một vài món ăn nào đó, dù chỉ là một tiệc nhỏ để chia tay. Đưa Hà về với gia đình yên ấm, tôi có đôi lời gửi gấm thăm ông ở nhà và cháu được bình yên. Không biết nói sao, ơn của anh tôi xin ghi nhớ mãi trọn đời. Hà ơi, nói tiếng nghĩa ân kia cho lòng thêm chua xót. Hà về rồi, cắm chồi này sẽ trở lại cảnh cô đơn. Sao tôi nghe một nỗi buồn thoáng nhẹ vào tim khi biết mình sắp phải chia tay với người ân mà suốt đời không bao giờ quên được. Cánh chồi lá đơn sơ nhưng ngọt ngào, tình nghĩa đã sưởi ấm lòng tôi khi gió lành đêm tan. Bỗng dưng tôi xúc động bàng hoàng, anh ở lại một mình nơi quan du biển cả, tôi quay về với cuộc sống của riêng tôi, bước đường trần với cuộc sống nổi trôi, lòng bồi hồi luôn nhớ ơn người cứu mạng. Nếu khi nào có dịp anh vào Sài Gòn, anh nhớ ghé qua nhà cho tôi đền ơn đã thương nghĩa. Vậy có dịp tôi sẽ vào thăm, còn bây giờ có lẽ là tôi sẽ chôn liền cuộc đời nơi vùng biển cả quan du này. Anh Long, anh nói gì mà nghe buồn quá vậy? Hà, còn Hà chắc là vui lắm. Mấy hôm nay tôi biết mà, Hà nhớ chồng, nhớ con, nhớ cảnh ấm êm vui mái ấm gia đình. Tôi đã bắt gặp Hà ngồi khóc một mình, lúc đó lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn, nghĩ thương cho Hà rồi lại thương thân tôi. Hà về rồi tôi trở lại cảnh đơn côi, nhưng một lần nữa vui buồn lẫn lộn, buồn vì đời tôi cô độc, vui vì Hà hạnh phúc bên chồng. Anh Long, ngày mai tôi sẽ cho anh biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi, chừng đó anh sẽ biết rõ là tôi có được hạnh phúc hay không. Được, tôi rất muốn nghe đoạn chót của cuộc tình này. Thôi bây giờ Hà đi nghỉ sớm đi, rồi ngày mai Hà ra xe về. Cảm ơn anh. Dạ thưa luật sư, có người cần gặp. Được, cho vào đi. Ủa cháu, cháu là... Chào chú. Hà, cháu vẫn còn sống thật à? Phương vừa bảo
bảo là cháu chết đuối ở bãi biển kia mà. Nay sao lại... Chú đừng sửng sốt. Cháu sẽ cho chú biết sao. Còn bây giờ, chú cho cháu hỏi thăm, anh Phương có đến đây không chú? Cách đây 2 hôm, Phương có đến đây, bảo với chú là cháu chết không tìm được xác. Bởi thế cho nên Phương có đến nơi đây. Nhờ chú đây làm thủ tục sang tên những tài khoản mà tên cháu y đứng. Rồi chú nói sao? Hay là chú đã sang tên? Phương bảo không thể chờ đợi được, vì công việc làm ăn không tiền rất khó khăn, nên Phương có hơi thúc giục, bảo chú lo dùm gấp. Trời ơi, như vậy là chú đã lo xong rồi à? Không, chú thấy cử chỉ Phương nó có hơi lạ kỳ, nên hẹn lại đôi ngày xem có đúng là cháu đã chết hay không. Thật quả nhiên chú đoán không lầm, hôm nay cháu đã trở về, hãy cho chú biết chuyện gì đã xảy ra. Thưa chú, cháu sẽ kể cho chú nghe chuyện chồng của cháu mưu định giết cháu. Uống đi em. Uống đi. Mình sẽ say đêm nay và sống lại đêm tân hôn, vì đây là tuần trăng mật kỷ niệm ngày cưới của chúng mình mà. Uống đi em. Phương ơi, em sung sướng quá vì hạnh phúc ở bên anh. Quả thật em chọn không lầm người chồng lý tưởng đâu đó nha. Nè, để anh đút cho em ăn nha. No rồi mà. Ăn cho no, uống mới không sai. Một ly nữa nha em. Uống đi nè. Một ly nữa thôi nghe. Em không có uống nữa đó, vì em còn phải đi tắm biển nữa à. Đã có con rồi, còn gì đẹp nữa mà khen nha. Nhưng anh thấy em vẫn còn vẹn nguyên cái vẻ đẹp của thuở ban đầu. Anh nói ra làm cho em thêm thẹn, mấy năm rồi mà còn nguyên vẹn hả? Hay là đã mơ tưởng ai đâu rồi đêm phượng sắc dưới gà? Không, em không nghe lời người ta nói, gái một con trong ngọn con mắt. Câu đó đó dành cho bọn người đam mê tử sắc à. Hôm nay cử chỉ anh làm em hơi thắc mắc. Kìa, cũng như thường lệ có sao đâu, việc em lúc nào cũng mãi lo âu. Anh Phương à, biển đẹp quá phải không? Để anh cõng em xuống tắm nghe. Lấy cho em cái phao luôn ha. Khỏi em à, mình đâu có ra xa đâu mà phải lấy phao làm gì. Nè, coi chừng té đó nha. Anh đâu có sai đâu. À, mà có sai chứ. Anh sai tình thôi. Thì biết. Hỡi em yêu, xin em đừng buồn. Có đôi khi anh hay giận hờn, để cho em quên đi buồn phiền với bao đêm suy tư miệt mài. Hỡi yêu như chưa yêu lần nào, hỡi cho yêu
ngọt ngào. Hãy đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời. Em ơi, mình đã có con mà cứ ngỡ như lần đầu mới gặp, rừng rực lửa yêu đương đang sục sôi như biển dày ba đào. Nhìn con sóng xô bọt biển dạt dào, hạnh phúc trào dâng làm đôi mi ứa lệ, sông bên dòng mà ngỡ như mới bước vào yêu. Mấy năm qua kỷ niệm thật nhiều, tuần trăng mật này em ước ao sẽ tặng cho anh thêm một bé trai kháo khỉnh. Máu nóng tim anh trào lên tột đỉnh, quyện chặt vào nhau cho thêm thắm. Say đắm đi em cho anh hưởng trọn đêm này. Lòng em ngất ngây theo từng con sóng cuộn, lửa tình đang đốt cháy tim em. Đẹp làm sao cùng trăng kỷ niệm ngày cũ qua rồi mà cứ ngỡ như trong mơ. Anh Phương ơi, sao em buồn ngủ quá à? Đưa em vô bờ đi, lẹ đi anh. Chưa chi mà đã buồn ngủ rồi à? Mắt em mở hết lên rồi nè. Kìa, anh Phương, anh làm gì vậy? Việc này chỉ muốn được yêu em, anh không thể mất em. Phương, anh Phương. Bản năng tự vệ cuối cùng của cháu, cháu buông thõng hai tay và nín thở, rồi chìm liễm nên Phương tưởng cháu chết, cho nên buông tay ra. Thời mai lúc đó có một người chài lưới đến cứu cháu thoát nạn. Chú không ngờ Phương tồi tệ đến như vậy. Bây giờ cháu tính sao? Cháu ủy quyền cho chú niêm phong tài khoản trong ngân hàng, vì chưa ai biết cháu còn sống. Nhờ chú giữ bí mật giùm cho cháu. Cháu định xử lý với nó như thế nào? Cháu không muốn nhờ pháp luật, mà muốn tự mình giải quyết lấy. Đừng hành động sằng bậy nha cháu. Chú an tâm, bây giờ nhờ chú giúp cháu một ít tiền và mướn giùm cháu một căn phòng, vì hiện nay ngoài bộ đồ mặc trong người ra, cháu không còn gì nữa hết. Chú sẽ làm tất cả những gì cháu nhờ chú. Dạ thưa ông tìm ai ạ? Tôi cần gặp luật sư. Dạ phiền ông ngồi chờ. Tôi không còn thời gian chờ nữa. Kìa cậu Phương, ông Luận, tôi hỏi ông vậy chứ tại sao lấy quyền hãng gì mà ông không chuyển nhượng tất cả tài sản kia khi vợ tôi mất đi? Trước mặt tôi cậu phải ngã nhặn và lịch sự. Tôi là luật sư, cậu có nhớ hay không? Ông lấy quyền hạn gì để niêm phong những tài khoản mang tên họ của vợ tôi? Cái chết của vợ ông đàng minh bạch. Ông nói vậy nghĩa là sau khi tờ báo tử ông đã xem qua? Còn quá sớm, vì chưa tìm được xác. Chưa tìm được xác vì cá mập nuốt hết rồi. Ông không tin sao? Biết đâu Hà vẫn còn sống. Còn sống chỉ là cái cớ để ông khó dễ với tôi thôi. Cậu bình tĩnh, coi chừng người ta cho cậu có ý đồ trong cái chết đuối của Hà.
ông đừng xuyên tạc. Tôi không chịu thua đâu. Chờ xem. Anh Phương à, quen nhau cả năm trời, hôm nay anh mới đưa em về nhà. Không, đây là văn phòng làm việc, còn nhà anh hiện đang sửa chữa. Anh bận nhiều công việc quá, chính em thấy đó. Sao, tin anh chưa? Anh này, hôn em như vậy lỡ có ai thấy mắc cỡ chết. Đây là phòng riêng của anh mà, đâu có ai đâu. Lệ, anh yêu em quá à. Nhớ em, anh chịu không nổi. Anh, vậy chứ nửa tháng qua vắng anh, em nhớ anh muốn chết vậy đó. Gần ngày thi rồi, em mệt không? Nhớ anh, học bài không có được. Cưới xong, anh dẫn cho em đi học mà. Ê, đi học mà có chồng, người ta cười chết á. Nè, anh năm nay thì đã ngoài 30, còn em mới 18. Không cưới nhanh, bị người ta cướp mất à. Em còn nhớ không trong một đêm mưa, em bảo anh về, sao anh không chịu về? Tại vì hôm đó làm em thức suốt cả đêm, nhìn anh đứng giữa cơn mưa, lòng em vô cùng mà xúc động. Yêu anh thật nhiều nhưng chẳng biết làm sao, hình như anh đang suy nghĩ điều gì nên không thèm để ý đến em. Anh đang nghĩ ngày cưới của chúng mình có thật như vậy hay là không? Lệ, để có được giây phút này, em biết không, anh đã làm tất cả. Anh Phương, trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó, phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau. Là chim quyến chim phượng suốt đời cùng hòa đôi liền canh, như liễu xanh nhìn trăng vàng óng ánh, rồi xõa tóc reo vui e thẹn bên hồn. Tiếc thay ước vọng quá mong manh, rồi sợ chẳng vừa lòng người yêu dấu. Em sáng ngời như sao bắt đầu, sợ đôi tay anh không vươn lên đến tận đỉnh trời. Anh nói quá lời làm em càng thêm thẹn. Em là cô gái tầm thường, là một con mèo ngoan ngoãn đã nằm trọn trong lòng anh mà thôi. Lệ, em, anh Phương, em ơi, nép vào lòng anh, má kề bên nhau ta nhắn chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà. Xa cách anh ơi, đôi ngả biết tìm về đâu? Về đâu nếu duyên đầu chia ly, đôi ngả thì sầu hận riêng mang đâu chỉ riêng mình. Khi yêu ai
ai mà ngờ đâu trai yêu đương trăm u sầu ngàn. Đến chừng đó rồi sẽ biết chứ gì. Thôi, bây giờ không muốn nói chuyện đó nữa. Anh à, chừng nào mình mới tiến hành đám cưới vậy anh? Có thể cuối tháng này anh sẽ đến gia đình em mà thưa chuyện. Còn bây giờ... Lệ. Dạ. Lệ à. Dạ. Anh yêu em quá Lệ ơi. Kìa, anh buông em ra đi. Em... Anh ơi, em muốn dành chuyện này trong đêm tân hôn. Trước sau gì mình cũng là vợ chồng mà. Phải, trước sau gì mình cũng là vợ chồng. Nhưng vì sợ không giữ được em, cho nên anh yêu em quá. Anh yêu em quá Lệ ơi. Kìa, anh Phương, đừng, đừng làm như vậy mà. Anh Phương ơi, đừng, đừng anh ơi. Không, anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh sẽ mãi mãi yêu em mà. Không, không. Dì ba ơi, dì ba, mở cổng giùm cho xe tôi ra coi. Dạ, cậu đi rồi chừng nào cậu về cậu? Có lẽ đến giờ cơm á. Rồi. Chắc đi rước cô Lệ cô qua gì đó rồi. Đàn ông bây giờ hết nói nổi mà. Vợ mới chết là có vợ khác liền mà. Không để quẩn bữa nào hết rồi. Phát chán luôn mà. Chị ơi. Ủa, cô tìm ai? Nhà này của anh Phương. Dạ phải. Tôi là bạn của Hà. Bạn của mợ Hà? Nhưng mợ Hà đâu có còn nữa. Nhưng tôi có hay tin, nhưng vì bận ở xa, từ ngày Hà mất đã một thời gian qua, tôi mới có dịp ghé qua. Phần ở xa phần bận nhiều công việc, sẵn tiện hôm nay ghé lại thăm nhà và để biếu cháu một ít quà. Nghe qua lời lẽ thâm sâu, chắc cô và mở Hà quen biết nhau. Thuở nhỏ chúng tôi cùng học chung trường, nên yêu mến khôn lường. Có phải anh Phương vừa vắng mặt? Dạ phải, cậu ấy vừa mới đi ra đó cô. Tưởng ai xa lạ chứ quen quá mà. Dạ vậy xin mời cô vào nhà đi cô. Trước là uống miếng nước, sau đốt cho mợ tôi cây nhang nghe cô. Dì hãy nhìn xem. Mợ! Mợ Hà ơi! Mợ ơi! Mợ sống khôn khắc tiên, mợ đừng nhát tôi tội nghiệp lắm mợ ơi. Đừng la lớn, tôi còn sống. Mợ còn sống thiệt hả mợ? Ai nói với dì? Ai nói với dì là tôi đã chết? Dạ, cậu Phương chứ ai. Bàn thờ kia kìa mợ. Mợ nhìn đi. Dì ba. Mợ ơi, vậy mà cậu nói mợ chết rồi đó. Cháu không chết đuối đâu, nhưng có những điều cháu không thể nói ra được. Tôi mừng quá mợ ơi. Thôi, để tôi gọi điện thoại kêu cậu về nghe mợ. Đừng. Nếu dì thương cháu, đừng cho Phương biết là cháu vẫn còn sống mà trở về đây. Mợ nói gì kỳ vậy mợ? Cậu Phương nhớ mợ cả tháng nay ăn ngủ không được á. Rồi bây giờ... Hay là cậu với mợ có chuyện gì? Đồ giả dối. Dạ không, tôi đâu có nói dối, tôi nói thiệt mà mợ. Không, dì ba, bé Lan đâu?
Từ lúc vắng mợ, cậu gửi bé Lan vào trường bán trú một tuần mới rước về một lần. Sao lạ vậy? Tôi hiểu rồi. Dì ba, dì canh cổng giùm cháu. Nếu anh Phương về, dì cho cháu hay liền. Không có thời gian, rồi cháu sẽ cho dì biết sau. Nhớ lời cháu dặn nghe dì ba. Cháu vào phòng cháu một chút. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Một đàn vợ chết chồng thì khóc sướt mướt buồn bã. Vợ còn sống trở về không có cho chồng hay. Kỳ á. Chuyện này lạ à nghe. Bất ảnh. Trời ơi, thì sao vì cô nhân tình trẻ đẹp này mà vừa nhận tâm giết tôi nè trời. Trời ơi. Mợ ơi, có chuyện gì? Có chuyện gì mà mợ kêu trời nghe thê thảm quá vậy hả mợ? Dì ba, cháu khổ quá dì ba ơi. Mợ ơi, mợ định đi đâu? Đã về đây rồi mà mợ còn định đi đâu nữa? Dù có như thế nào thì cậu vẫn còn tình nghĩa trước sau. Mở à, gần một tháng nay bao nỗi nhớ thương trong chất theo đoạn qua ngày, nhưng bây giờ thì đã vui quay, tâm hồn cô đã chết thật rồi, chỉ còn lại thể xác mà mợ ơi, làm sao mà ngủ ngoay cho được khi suốt mấy năm qua biết bao chưa chán tâm nồng nghĩa măng. Đối với tôi là người dân nước lá mà vẫn còn đeo mang chất nặng ở trong lòng. Cẩm Hà đã chết trong lòng họ rồi. Thời vào đó một tình yêu xa lạ khác. Thà tôi ra đi như cánh chim phiêu bạc, chứ gặp nhau thêm chồng chất thâm thù. Trời ơi, tại mợ nghĩ mà mợ nói vậy á chứ. Mợ mà về đây là cậu sẽ mừng lắm đó. Mợ tin tôi đi, tôi nói thiệt đó mà. Dì ba, dì thương tôi cho nên gửi cho tôi niềm hy vọng. Chứ tình yêu thương vợ Phương đã đánh mất từ lâu rồi. Mợ thì nói vậy, chứ ở nhà đó, tôi biết từ khi vắng mợ cậu như kẻ mất hồn. Còn bé Lan thì ra vào khóc than đòi mẹ. Hôm nay là ngày chủ nhật nè. Mợ ơi, mợ về đây hôm nay chắc cả nhà vui vẻ, vì nỗi nhớ thương xa vắng mẹ đã bao ngày. Dì ba, chỉ có dì và bé Lan nhớ thôi, còn Phương thì không bao giờ có đâu. Vì thay tôi Phương còn có một tình yêu tươi trẻ, thì nhớ làm kẻ xấu số như tôi.
mợ ơi, mợ nói rồi tôi mới dám nói à nha, chứ không phải tôi nhiều chuyện đâu. Từ lúc mà mợ không có ở nhà đó nha, cậu hay thường chở cô nào nhỏ xíu mà về nhà đâu được mấy lần vậy đó. Dì đừng nói nữa. Mợ ơi, mợ, mợ, mợ nghe tôi nói nè. Nếu mợ nhất quyết đi rồi á thì mợ cho tôi theo ở với mợ nghe mợ. Dì ba, mợ ơi, tôi có dành dụm được mấy trăm ngàn thì mình cũng xin sống được ít lâu. Lòng gì như biển rộng sông sâu. Tôi không thể nào rồi. Bây giờ mở vô phòng tôi mở lánh mặt đi. Lẹ lẹ đi, lẹ lẹ đi mở. Sao lâu quá vậy dì ba? Dạ, trời đất ơi, cái chìa khóa nó đâu rồi không biết nữa. Trời ơi dì ba. Dạ, dạ, tôi ra liền cậu ơi. Dì làm gì trong đó? Dạ, dạ, tôi bận nhắc nồi cơm sợ nó khét cậu ơi. Vậy hả? Thôi, tôi vào phòng một chút. Hú hồn hú gì á. Ủa, hay là mình bỏ quên nơi nào đó? Dì ba, dì ba. Dạ, dạ. Dạ, cậu kêu tôi. Có ai vào phòng của tôi phải không? Dạ đâu có. Ủa, mà chuyện gì vậy cậu? Tất cả giấy tờ quan trọng và nữ trang của vợ tôi không canh mà lại bay. Hả? Trong khi ở nhà có một mình gì, có ai vào đây hay là gì đánh cắp? Dạ, hãy nói cho tôi hiểu rõ đầu đuôi, nếu không gì chẳng được yên xuôi đâu nghe chưa. Cậu ơi cậu, cậu đừng nghi quan mà tội nghiệp cho tôi. Trước sau gì tôi cũng một mực mà thôi. Không phải gì thì còn ai vào cái nhà này, chẳng lẽ gì đổ tội cho bé Lan? Cậu Phương ơi, thật tình tôi không có lấy cậu à. Nếu vậy thì tôi phải đưa gì ra trước pháp luật mới được. Trời đất ơi, trời ơi là trời hại tôi quá rồi trời ơi. Ai hại gì chứ? Dạ. Ai hại? Dạ. Nói mau. Dạ đó. Mợ, chắc tôi xin lỗi mợ quá. Tôi phải đành thất hứa với mợ. Mợ ơi. Dì nói gì mà tôi không hiểu. Tôi muốn biết ai lấy. Dạ tôi. Ai lấy? Cha mợ Hà lấy đó cậu. Dì nói cái gì? Dạ mợ, mợ Hà.
thật sao dì ba? Dạ thật mà. Đúng rồi, chỉ có Hà mới có quyền niêm phong tất cả tài khoản trong ngân hàng. Cậu ơi cậu, có chuyện gì thì cậu cũng ráng dàn xếp cho em đẹp nha cậu. Tôi thấy mợ tôi thương lắm, mợ đau khổ lắm nghe cậu. Bây giờ Hà ở đâu dì có biết không hả dì ba? Dạ. Dạ. Biết không? Dạ cho biết chứ. Dạ biết chứ. Ở đâu? Ở đâu hả? Dạ dạ. Ở đâu? Dạ ở đâu? Anh Phương. Anh Phương ơi. Anh Phương. Lễ, sao em lại đến nơi đây? Ừ, thì em đến như những lần trước, có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy. Nè, hôn em đi. Nhưng lần này, lần này ba bảo em đến để nói một lát anh đến cùng ba em để đi dự một buổi tiệc. Sẵn đó ba giới thiệu với bạn bè để biết con rể tương lai vậy mà. Anh, hôm nay em thấy anh sao không đâu á? Có sao đâu. Anh bận một chút công việc phải giải quyết ngay. Em về nói với ba, khoảng một tiếng đồng hồ nữa anh đến nhà rồi đi luôn. Thôi khỏi, một lát nữa em trở lại rước anh ha. Kìa, Lễ, Lễ. Dì ba. Dì ba à? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dì nói cho tôi biết. Dì nói cho tôi biết đi. Dạ. Hà đang ở đâu? Dạ. Tôi đang sốt ruột nè. Ở đâu? Dạ, ở trong phòng á. Phòng ai? Dạ phòng của tôi. Ở trong phòng của gì à? Dì ba, dì gõ cửa giùm tôi đi dì ba. Dạ. Mợ ơi mợ, tôi nè mợ ơi. Mợ mở cửa đi mợ. Còn đủ can đảm gặp mặt tôi à? Anh đã mua giết vợ chỉ vì con bé đó có phải không? Hà ơi, anh muốn biết em sẽ hành động như thế nào đối với anh. Anh xin lỗi em, tại vì... Không, không có việc gì cả ngoài việc ly dị. Vậy là tôi không còn gì trong tay nữa phải không? Anh an tâm đi, tôi sẽ sang nhượng một nửa tài khoản. Anh có thể cưới vợ và hưởng thụ. Còn tôi chỉ cần bé Lan thôi. Bao năm chung sống tôi tôn sùng anh, tôi quý mến anh, tôi yêu duy nhất của mình anh. Không ngờ, không ngờ Phương hiền lành đáng yêu ngày nào của tôi không còn nữa. Anh đã nhận tâm giết vợ chỉ vì muốn chiếm đoạt tiền tài bóng sắc. Tôi không ngờ, tôi thật không ngờ tâm địa của anh. Ai có thể tin kẻ hung ác bạo tàn ẩn chứa một hình hài phong lưu, ngoài trong trái ngựa hoàn toàn. Lòng dạ người ai biết trước được đâu, kẻ thức phu mà khúc cách đào qua. Qua công ơi ông bài trò gì mà để cuộc đời con, tâm hồn đi tìm sao tươi đẹp vô cùng. Cuốn sách bìa trang nhã nhưng ruột lại xú xa, lòng xảo nguyệt ngữ trong cung điện huy hoàng. Tính gì được bọn đàn ông? Hà ơi anh cúi đầu nhận nghe tội, giết hay tha em cưới mặc tình. Anh sẵn sàng nhận lãnh cực nghi hình. Màn kịch này anh diễn đến bao lâu? Hà ơi
quẩn khúc trong tình yêu có đôi khi vì thiếu nghĩ suy mà gây ra điều tội lỗi. Anh đã u mê để cho cõi lòng lung lạc còn nỡ đang tâm dìm sát thân người vợ đã cùng anh xé mặn chia nồng. Nào dám đâu nhắc câu nghĩa vợ tình chồng, chỉ mong em nói một lời tha thứ để lòng vơi nhẹ nỗi hờn căm. Tình nồng nghĩa mặn suốt bao năm mà tôi lại nhẫn tâm hơn loài cầm thú. Nỗi đơn đau kia lòng em còn ấp mủ, càng khơi dậy trong anh nỗi niềm ân hận vô cùng. Hãy tha thứ cho anh, Hà ơi, hãy tha thứ cho anh đi em. Anh buông tôi ra, và đi đi, đi. Không, anh không để cho em đi đâu hết. Hà, tha thứ cho anh đi, anh vẫn còn yêu em như ngày nào. Tội lỗi của anh chẳng qua là nỗi đam mê bồng bột. Hà ơi, tha thứ cho anh đi em, tha thứ cho anh đi em. Hà, em... Anh Phương ơi, có ba em đến rước anh nè. Anh Phương, trời ơi, thế này là sao? Lệ, em... Cậu Phương, thế này là thế nào? Cậu đã dùng những lời đường mật dụ dỗ con tôi, và chính tôi đây làm cậu. Bên ngoài thì vẻ phong lưu, trong dạ thì sợ khanh. Dạ thưa bác. Bác ơi, con xin cúi đầu nhận tội. Dạ vì cô gái này đây chính là nạn nhân nữa cái gì. Cậu à, cậu đừng nghĩ có tiền rồi dụ người này hết tới người kia. Còn con gì đó, cô đừng có tin lời cái thằng Sở Khanh, nghe không? Nó đã hứa là sẽ lấy con tôi để làm vợ, nhưng nào ngờ đâu trao trở đổi thay, thật có một không hai. Bác ơi, bác bình tĩnh nghe con nói nè. Người này chính thật là vợ của con đó. Hả? Thật vậy sao? Dạ. Trời ơi, nhục nhã quá trời ơi. Lệ, đi về, đi mau. Ba ơi, con khổ quá ba ơi. Nếu mày còn liên tiếp hả, thì mày cứ ở đó đi. Tao đi về, tao về. Kìa ba, ba. Lệ, Lệ ơi, anh xin lỗi em. Lệ, đây là Hà, vợ của anh. Xin lỗi em, hãy quên anh đi. Anh đã có vợ con rồi. Phải mà. Thì ra năm lần bảy lượt anh hứa anh cưới tôi, rồi lại không. Anh còn nhẫn tâm hại đời con gái của tôi nữa. Trời ơi. Em hãy quên anh đi, đừng nói nữa. Rồi sau này em sẽ hiểu mà. Cô yêu Phương lắm phải không? Lệ, quên anh đi. Hãy xem đây là lần gặp gỡ cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau. Dương dân làm gì, anh là kẻ vô lương. Tình yêu mù quáng nên anh đã ra. Vợ để chung sống bên em, nhưng mộng ước ấy đã không thành.
một bên tình yêu, một bên là vợ. Cả hai tôi đều có tội, chỉ biết cầu xin hãy tha thứ tội tình. Còn gì đâu nữa, cả tâm băng trình giọt nước mưa rơi mà xác phận ta tơi, đến từng tiếng thời gian nghe chết liền trong lòng. Người thương của ai sao mình lại gọi là chồng? Phương ơi, từ đây em sẽ mất anh mãi mãi, và cố dặn lòng chôn liệm quá khứ đau thương. Một tình yêu tội lỗi, hạnh phúc chán chường mà từ lâu rồi tôi đưa chân nhắm mắt. Cuộc đời trong quang như kinh thành văn nhát, chẳng có thuần dương nên bước lành thềm rồng. Lệ ơi, tôi chúc anh hạnh phúc vĩnh biệt. Lệ, Lệ, anh hãy chạy theo an ủi cô ấy đi, đừng để cô ấy tuyệt vọng. Còn em? Tôi muốn một mình suy nghĩ lại. Không suy nghĩ gì nữa. Hà ơi, anh không muốn con mình thiếu cha vắng mẹ. Muộn rồi, tôi không bao giờ quên được những gì xảy ra trong đêm đó đâu. Ba ơi, ba, con đi học về rồi nè ba ơi. Kìa, bé Lan nó về kìa em. Con, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ còn sống hả mẹ? Ba nói mẹ chết làm con khóc quá trời à. Lan, con, mẹ, mẹ đừng khóc nữa nghe mẹ. Không, mẹ không khóc nữa đâu. Mẹ về trước con.
với mẹ nghe con. Có ba đi nữa hả mẹ? Không, chỉ có hai mẹ con mình thôi. Không, phải có ba nữa mới được. Hà, em có nghe con nó nói không? Mẹ đi là ba khóc đó. Lan, mẹ. Lan, con vào trong rửa mặt rồi ăn cơm, cho ba nói chuyện với mẹ con một lát nha. Không đâu, con ở đây với mẹ Hà. Hà, Hà em, em không biết không tha thứ cho anh thật sao Hà? Tôi tha thứ, nhưng không thể tiếp tục làm vợ của anh được. Anh hãy để yên cho tôi được sống và nuôi con. Bé Lan, đi, đi với mẹ. Còn ba của con nữa? Ba con đã có vợ khác rồi, không còn thương con nữa đâu. Đi, đi, đi con. Hà, Hà. Ba, bye ba. Đi, đi con. Ba, Hà. Rồi sao?